chào tất cả các bạn. Team Thu Phương và team Tuấn Hưng đang giáo diết tập luyện chuẩn bị cho vòng live show 2 của chương trình Giọng Hát Việt. Và trong thời điểm mà rất là căng thẳng như này thì bọn mình xin phép được gửi tặng các bạn một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Điềm Anh Minh, ca khúc được mang tên Dù Có Cách Xa. Mọi người sẵn sàng chưa? Yeah. Sai mà tìm